Xe đạp thể thao Vít.com xin chào anh chị. Video này shop nên mẫu xe đạp thể thao, xe đạp đua của hãng Twitter. Đây là mẫu xe đạp đua Twitter T2, mẫu mới nhất từ hãng xe đạp thể thao Twitter anh chị nhé. Vâng, shop đang dựng hai chiếc, đó là một chiếc màu đen, đen tuyền, màu đen siêu ngầu luôn. Và chiếc thứ hai, đó là chiếc màu trắng, vâng, rất trẻ trung và thanh lịch. Twitter T2 đây là sản phẩm mới nhất từ hãng xe đạp thể thao Twitter và sẽ hứa hẹn một sản phẩm chất lượng và giá rẻ không lối thoát khi chị đến với shop chốt mua xe này. Và ngay bây giờ shop sẽ đi chi tiết cấu hình của Twitter T2 đây, cũng như báo giá tới anh chị về mẫu Twitter T2 này. Và chắc chắn với Twitter T2 cấu hình cực ổn và giá rẻ không lối thoát này sẽ xứng đáng để anh chị làm chủ sở hữu. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe đạp đua Twitter T2 có cấu hình khung càng cọc in bằng carbon. Vâng, model được ghi ở trên này anh chị nhá. T2, đây là chiếc đèn tuyền, đèn siêu ngầu luôn. Anh chị thấy thiết kế khung của Twitter T2 thiết kế rất mềm mại, rất uyển chuyển. Thấy là giống cái thiết kế khung của Twitter Thunder đã xuất hiện từ những năm 2019 anh chị nhá. Thiết kế này rất là đẹp. Và ở Twitter T2 thì khoác nên một bộ sơn, bộ tem hoàn toàn mới luôn anh chị ạ. Hoàn toàn mới. Tem được thiết kế tối giản, cũng như chất sơn thì khác biệt hoàn toàn luôn anh chị nhá. Cái phần tem thì có màu đen bóng đây, còn sơn là sơn đen. Sơn đen hơi sần một chút, nhìn rất ngầu luôn anh chị ạ. Và Twitter sử dụng khung càng cọc in bằng carbon, phô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm. Tay lái vẫn của hãng Twitter thôi, tay lái thiết kế theo dạng cánh, dạng dẹp, cáp âm trong tay lái và chạy vào phô tăng. Đây là phô tăng đời mới nhất của hãng xe đạp thể thao Twitter anh chị ạ. Phô tăng vuông này và tay lái dạng cánh, dạng dẹp này thì điều khiển xe đặt tay vị trí này thì rất là thoải mái và dễ dàng điều khiển xe, cũng như là giữ thăng bằng cho xe anh chị nhé. Tiếp theo đó là cặp vành bánh của chiếc T2 này là sử dụng cặp vành bánh của hãng Rexropik, vẫn là truyền thống thôi. Vành cao 4 cm, vành hai lớp bằng hợp kim nhôm và tem là tem phản quang viền, lan hoa bằng thép và sử dụng cặp đùm Meyerbeer bằng đạn của hãng Rexropik. Tiếp theo đó là sử dụng cặp lốp Zilu. Vâng, cặp lốp Zilu này nó có một điểm rất là đặc biệt anh chị nhá. Đó là cái viền trắng này này, đây là cái viền sơn phản quang luôn. Đó, sơn phản quang anh chị nhá. Cho nên là tối chạy có ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ sáng quắc lên. Và cái gai của nó thì cũng là gai cũng rất là mịn luôn anh chị ạ. Chạy rất là êm. Thông số lốp là 700 × 25C. Tiếp theo xe đang sử dụng phanh V bóc vành của hãng Tikco. Cụm phanh này bằng hợp kim nhôm, có cần gạt thay đổi nhanh độ căng của cáp để khi anh chị thay đổi các tư thế bóp khác nhau. Khi anh chị điều khiển xe đặt tay vị trí này thì cần cái côm bóp dài hơn, hay điều khiển xe đặt tay ở vị trí này thì cung bóp ngắn hơn, hay là gạt lên để cáp chùn hơn, mình dễ dàng nhấc cái bánh ra khi cần xử lý anh chị nhé. Và tiếp theo đó là bộ truyền động trang bị cho chiếc Twitter T2 này, đó là sử dụng bộ truyền động Rexropik 22 tốc độ, tay đề lắc Rexropik 2 × 11 tốc, và tay đề lắc này là 3:1 anh chị nhé. Tức là bóp vào là phanh này, bên phải là gạt sâu vào là lên níp, gạt nhẹ là xuống níp, và có cơ chế về số nhanh, tức là khi anh chị gạt sâu hẳn vào sẽ lên được 3-4 níp một lúc, tức là về số rất là nhanh, để anh chị tăng tốc, neo dốc hay ôm cua về số thì cực kỳ dễ dàng luôn. Gạt đĩa Rexropik, gạt níp Rexropik, níp thả 11 tầng của hãng Sân Sài, sử dụng xích SUMC và bộ đủ đĩa trục rỗng của hãng Rowil bằng nhôm, 2 đĩa 11 níp 22 tốc độ. Cốt giữa sử dụng cốt FBB. Vâng, và tiếp theo đó là chiếc yên của hãng Rexropik, rất là truyền thống, rất là phổ thông rồi anh chị nhé. Vâng, có khe thoáng ở đây, yên mút bọc da mềm, da PU, da chống nước. Vâng, tổng thể của chiếc Twitter T2 đây là cấu hình khung càng cọc in bằng carbon, sử dụng bộ truyền động Rexropik 22 tốc độ, sử dụng đủ đĩa trục rỗng. Và giá bao nhiêu ạ? Giá chỉ 12.400.000 đồng, bao ship toàn quốc anh chị nhé. 12.400.000 đồng, anh chị đã làm chủ sở hữu chiếc xe đạp thể thao, xe đạp đua Twitter T2 đây. Đây là chiếc màu đen siêu ngầu,
Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Anh chị còn câu hỏi nào cần tư vấn thêm, hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958. Dù anh chị ở bất cứ nơi đâu, đến với shop mua xe rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Còn bây giờ, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.